thêm một mẫu gầm cao số tự động được quay và đăng tải trong ngày hôm nay nhá. Xe đăng ký tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội, tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội luôn. Và một chiếc xe còn rất là đẹp, form mới rồi. Chiếc xe mang tên là Porsche, sản xuất năm 2005. Hiện tại bên em đang có 4 chiếc xe như này nhá. Có 4 chiếc form như này luôn. Thì có 3 chiếc là máy 3.0 thì đều có cửa lock và đều là cái form mới như thế này. Và có một bản là máy 2.3, đều là màu đen, đều là form giống như này luôn, chỉ khác nhau một chút đấy là máy 2.3 và máy 3.0 thôi. Các bác nào đang có nhu cầu mua những dòng xe này về sử dụng thì các bác hãy đến cửa hàng bên em để được xem, được biết những cái chiếc xe Focus mà cửa hàng bên em đang có nhá. Rất nhiều sự lựa chọn cho các bác luôn. Đang có hiện tại thì đang có 4 chiếc form như thế này và đang có 2 chiếc form cũ nhá, 2 chiếc form cũ. 2 chiếc form cũ thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy. Và với những cái chiếc xe này thì bên em cũng đang bán với những cái tầm tiền từ 160 mấy triệu cho tới 180 triệu đồng một chiếc. Đấy, đang có 4 chiếc các bác nhá. Các bác lưu ý một chút là như vậy. Đấy, đây là một chiếc xe đẹp thì mời các bác cùng xem để được biết và cảm nhận về chiếc xe của bên em đang có. Chiếc xe form SUV gầm cao số tự động máy 3.0. Đấy, số tự động máy 3.0, xe 5 chỗ ngồi. Xe đăng ký là 5 chỗ ngồi nhá. Đấy, xe cực đẹp luôn này. Đây các bác xem, một chiếc xe còn rất là tươi và rất là sáng luôn. Một bộ ghế da màu rất là sang. Và đây là một loại ghế da xịn, một loại ghế da cao cấp luôn nhá. Và đây vô lăng này, vô lăng có túi khí, bên kia cũng vậy, có túi khí đó luôn. Và đây các bác xem, vô lăng nó không bị mòn, nó không bị mòn luôn này. Vô lăng rất đẹp. Đây cốp đồ này. Đây, trần nỉ rất là sáng, màn hình. Đấy. Màn hình đầy đủ nhá. Màn hình cam lùi đầy đủ luôn, hai khóa khiển luôn. Đấy. Đồng hồ này. Đấy. Cần số của xe được thiết kế ở trên khu vực vô lăng này thì các bác khi mình vào số không cần phải nhìn xuống phía bên dưới, như vậy cũng sẽ là rất là đảm bảo an toàn khi các bác như mình đi và sử dụng, đúng không ạ? Đấy, táp ly táp lô xe rất là tươi và rất là sáng luôn. Đấy, rất là tươi, rất là sáng đẹp luôn này. Các bác như mình cùng xem những cái gioăng cửa xe là không bị rách bất cứ một cái nào luôn nhá. Đấy. Cốp sau xe thì rất là rộng rãi, em có thể là mở cốp ra quay các bác xem này. Đấy. Mở cốp thì mở khóa ở trên. Được, mở khóa ở trên thì mới mở được cốp nhá. Đây là một chiếc xe thật sự đẹp. Một chiếc xe phải nói là đẹp thật sự luôn. Máy cực chất. Máy êm, êm ru luôn. Thế bây giờ em sẽ như nào? Bây giờ em sẽ cùng các bác đi một vòng với chiếc xe này nhá. Em quay cái phần hình thức trước này. Đấy, nhìn như là một cái mẫu xe sang nhiều tiền, đúng không ạ? Như là một mẫu xe sang nhiều tiền luôn. Và thương hiệu này cũng là một cái thương hiệu của Ford đến từ Mỹ luôn các bác nhá. Đấy, xe thương hiệu của Ford đến từ Mỹ. Một chiếc xe form dáng rất đẹp và thân vỏ thì rất là dày, cứng chắc. Đấy. Mẫu này thì từ đời 2000 cuối 2004. Trở ra thì cũng đã được lên form mới rồi. Đấy. Các bác thấy này, đèn trước, đèn sau này, ga lăng này, rồi cái mặt cười này. Đấy, rồi cái phần mõm, phần va đờ sốc của xe thì cũng đã được lên form mới hết rồi. Đấy, nên form mới rồi các bác nhá. Đấy, la răng mới này, rồi đèn trước đèn sau mới này, có cửa lock này. Đấy, phần nội thất cũng đã khác rất là nhiều so với những chiếc xe form cũ. Và chỉ chênh nhau với số tiền thì cũng chỉ từ vài chục triệu thôi. Chênh nhau có vài chục triệu một chiếc thôi các bác nhá. Đấy, la răng mới rồi này. Cao trên 1m7 luôn. Đối với cái mẫu xe này. Đấy, nhìn như là một cái mẫu xe nhiều tiền. Đấy, gầm cao 5 chỗ thì các bác biết rồi, bên em có rất là nhiều luôn. Và 7 chỗ thì cực kỳ nhiều luôn nhé. 7 chỗ Captiva, Karen. Đấy. Rồi có cả BMW nữa luôn. Đấy. Cốp của chiếc này không biết là mở bằng chìa rồi tí em mở bằng chìa nhé. Bây giờ em sẽ quay các bác xem từng chi tiết một của chiếc xe này. Gửi các bác xem. Thì gần tối rồi em sẽ quay phần nội thất trước nhé. Đấy, các bác thấy là lòng trong này. Đấy, lòng trong cánh cửa này rất là sáng đẹp, không bị giống như một số những chiếc xe khác đâu, như là những cái phần lòng trong này nó sẽ bị kém, bị mốc rồi bị sần sùi các kiểu luôn, nhưng mà lòng trong chiếc xe này của em thì có thấy rất là đẹp, đúng không ạ? Sơn xi bên ngoài sạch đẹp, nội thất rất là sáng. Vách này cũng được bọc da xịn này. Đấy, phần nhựa xe rất là tươi.
Đây, phần nhựa xe rất là tươi luôn. Đây, chỗ này sơn vân đá này, chỗ này nó hơi bật ra một chút, bật sơn ra một chút nhá. Cái này sơn thôi, các bác về sơn lại hoặc là mình bọc dán vào nó sẽ được ngay nhá. Đây, chủ yếu là những cái phần đây các bác xem này, những phần này này. Đây, nhựa xe rất đẹp, rất là tươi. Đây nhựa này. Kính điện lên xuống gì hết sức là đơn giản nhẹ nhàng rồi. Đây, vách cửa này. Đây, những cái phần gioăng, những phần gioăng này. Không sờn rách bất cứ một cái gioăng nào. Những cái bu lông bản đề cánh cửa nó vẫn còn nguyên. Còn nguyên bản luôn. Có thảm lót sàn luôn. Đấy, ghế da thì rất là mới đẹp rồi. Em sẽ mở cái, sẽ đưa cái phần clock ra phía sau để cho nó sáng hơn nhé. Âm thanh nghe cực chất. Có cả loa súp luôn. Phanh tay này, hộp đồ này, một cái hộp đồ rất là rộng. Rất là rộng luôn. Chiếc xe đủ hai cầu luôn nhá. Đấy, hai cầu điện. Đây, có hai cầu luôn cho các bác nhà mình khi khi cần sử dụng đến. Đây, phần táp lô này. Tuy rằng là đời thấp nhưng mà phần táp lô xe được thiết kế ra như này, cái mẫu xe đời cao vậy đúng không ạ? Đấy, những cái cửa gió không bị gãy vỡ gì nhá. Đấy. Đây, một cái túi khí nữa được đặt ở vị trí bên phụ này. Đấy, và đây trần này, tấm che lắng này. Rồi bây giờ biết đầu bắt đầu đến cái cánh đằng sau. Đấy, cái cao su này, cao su của xe nó vẫn còn nguyên, không bị bẹp. Đấy, mép cánh cửa đây, quay các bác xem cái mép cánh cửa trước nhá. Đây, các bác có thể là nhìn thấy rồi đúng không ạ? Rất là sáng. Một chiếc xe nội thất rất là sáng luôn. Rất là sáng và sạch sẽ, gọn gàng. Và còn tươi như là một chiếc xe đời 2010 mấy vậy. Nội thất như thế này thì nếu mà các bác mà không thuộc về xe thì nếu mà ngồi vào trên chiếc xe này, các bác có thể đoán được, đoán nếu các bác nhà mình không biết về xe đấy thì nếu mà ngồi lên chiếc xe này có thể đoán là đời 2010 mấy luôn. Vì một chiếc xe rất là sáng đẹp, form dáng đẹp, rồi nội thất đẹp đúng không ạ? Nhìn như là kiểu đời cao 2010 mấy luôn. Nhìn như kiểu là những chiếc xe nhiều tiền đúng không ạ? Giá trị lớn. Nhưng mà thực ra thì quá sốc là chỉ có hơn 100 triệu thôi. Chỉ có hơn 100 triệu thôi, các bác biết rồi đúng không ạ? Dòng xe Poiket thì là nó chỉ có với cái giá là như vậy thôi. Kể cả như là máy 2.3 thì cũng vậy. Máy 2.3 thì nó sẽ cao tiền hơn. Đấy, bậc bệ đây, để tỉ tay. Đấy, khu đằng sau này thì rất là rộng rãi nhá. Thì em sẽ mở phần khu đằng sau ra quay các bác xem. Một dàn lốp dày. Đấy, dàn lốp rất là dày. Và phần cua lốp của xe này không bị han gì, mục mọt gì. Lốp béo các bác nhá. Đấy, các bác xem này, đèn này, đèn như mới luôn này. Đúng không ạ? Đấy. Biển thì cũng đã được bọc meca. Và cái phần đằng sau này các bác thấy là cũng được ốp inox rồi. Đấy, bây giờ các bác xem đến những phần này của xe nhá. Chi tiết mời các bác cùng em đón xem. Đặc biệt là các bác ở khu vực xa. Đấy, khu vực xa thì các bác xem kỹ và gọi điện để được tư vấn nhé. Các bác ở xa hẳn đấy, ví dụ như là trong khu vực miền Nam, miền Trung mà đang thích, đang có nhu cầu về chiếc xe này thì em sẽ gửi vào cho các bác, sẽ chuyển xe vào cho các bác và hỗ trợ sang tên cho các bác nhé. Đấy, bên em thì bán vào trong khu vực miền Nam rất là nhiều, bán vào miền Nam rất là nhiều xe luôn. Đấy, thủ tục thì hết sức là đơn giản và nhanh gọn thôi. Đấy, các bác nếu mà trong miền Nam mà mua đấy ạ thì bên em hỗ trợ đầy đủ cho các bác nhé. Các bác hoàn toàn yên tâm. Còn về chất lượng của xe thì các bác yên tâm rồi, bên em trả đầy đủ cho luôn để các bác có sự hài lòng khi nhận xe. Đấy. Tất nhiên này các bác nhận xe thì các bác cũng phải coi rồi đúng không ạ? Trước khi các bác lấy lại thì các bác cũng không cần phải bỏ tiền hết ra đâu, chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ để đặt cọc thôi và em chuyển xe vào, các bác sẽ nhận xe và gửi nốt tiền em, có thể là qua tài khoản và có thể là tiền mặt, rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, tóc đi phồng rất là sang trọng, các bác thấy này, cái mép cánh cửa này là cái lòng trong đấy ạ, nó còn rất là bóng luôn,
đấy, có thể là nó còn rất là bóng luôn. Tại vì rất ít có được cái chiếc xe mà cái lòng trong nó còn đẹp như thế này, cho nên là em giới thiệu kỹ một chút. Đấy, tổng nâng hạ kính này, những cái phím bấm của xe nó không bị mòn, gọi những cái chi tiết này nó không bị mòn này, những cái tay mở này, những cái tay mở rất là sáng luôn, đúng không ạ? Nhưng mà em không hiểu là chỗ này sao lại mòn nhiều thế, những chỗ này không mòn này, chỗ này không mòn này, là những vị trí xung quanh này không đẹp này, à, không mòn này, nhưng mà chỗ này nó bị mòn, cũng không hiểu sao lại bị mòn như thế này. À đây, cái này là người ta sơn lại rồi. Đấy, người ta sơn lại rồi nhá, chứ còn bình thường là vòng dòng spoil kép theo em được biết đấy, thì nó sẽ không có cái màu như thế này. Đấy, không có màu sơn giả đá như này đâu, nó sẽ màu khác. Đấy, sơn không tốt, sơn không xịn, cho nên là cầm tay vào nó hay bị bợt, đúng không ạ? Chứ còn các thấy từ vô lăng cho đến phần nội thất, tắp ly, tắp lô xe, những cái phím của xe nó còn rất là đẹp như vậy, chẳng lý do gì là cái tay cầm làm sao lại mòn như thế này, đúng không ạ? Sơn ta mà, đúng không ạ? Sơn ta thì các bác biết là nó sẽ kém hơn những sơn tây rất là nhiều. Đây, đây là một cái chiếc ghế nữa. Đây, cái này nó có móc để đồ luôn này. Một túi khí nữa được đặt ở vị trí giữa vô lăng, bút chấu, gương chỉnh điện, đèn này, đèn gầm này, chỉnh sáng tối của đèn nữa này. Đây, từ cái này luôn vẫn còn này, có thế này. Bình thường ra thì những cái này làm gì mấy khi có chiếc xe nào còn, đúng không ạ? Các bác cứ đi xem mấy khi chiếc này còn đâu. Đấy, và cái gioăng này cũng vậy này, chả mấy khi có cái chiếc xe nào có cái gioăng còn như này, vẫn còn đầy đủ như vậy. Đây, cái này lẫy nhá, ấn nó phát là được. Đấy, vách cửa đây này, các bác xem. Tất nhiên xe cũ thì nó sẽ không được gọi là xuất sắc, đúng không ạ? Nhưng so với đời và giá tiền thì đây là một chiếc xe cũng phải nói là khá là đẹp rồi, đúng không bác? Đấy, khá là đẹp so với tiền và đời rồi. Đây là cabo này. Đây cabo, và đây là phần khu vực máy của xe nhá. Máy rất là sáng và gọn gàng, máy êm, chạy bốc khỏe, không chảy dầu, chảy mỡ, chảy nhớt gì. Máy nổ êm nhé. Và chiếc xe này với động cơ là 3.0 thì các bác không bao giờ phải chê nó là rằng nó yếu. Đạp thì chỉ có dí lưng vào ghế thôi, chỉ có dí lưng vào ghế luôn thôi. Đấy, chê tốn xăng thì có thể chấp nhận, nhưng mà chê yếu thì không hợp lý đâu các bác ạ, vì chiếc xe này cực khỏe luôn. Đối với những cái mẫu xe này thì sẽ phù hợp với những cái mẫu như các bác đi đường, các bác đi đường ở trên khu vực miền núi đấy, những cái khu vực vùng cao rất là phù hợp luôn, vì chiếc xe 2 cầu đấy, số tự động 2 cầu luôn, rất là dễ đi, rất là dễ sử dụng đấy. Còn bác nào mà đi chạy dịch vụ đấy thì cũng tất nhiên là sẽ không phù hợp rồi, đúng không ạ? Thì các bác nếu mà chạy dịch vụ thì bên em sẽ có những cái dòng xe khác để các bác mua về chạy dịch vụ nhá. Mẫu này chỉ đi cà phê, cà pháo, đi gia đình thôi. Đấy, mua về sử dụng là đi đưa đón con cái được, cháu đi học thôi. Chứ còn thì mua về chạy dịch vụ là mẫu này các bác chạy không có lãi đâu. Đấy, đèn nhá. Đèn này, đèn rất là mới luôn nhá. Đèn của xe rất là mới luôn. Vào đây. Đấy, cốp đằng sau được mở ra như này, này. Đấy, cốp đằng sau được mở như này, này. Đây là cốp kính. Đấy, cốp kính đằng sau đây. Đây, vị trí đằng sau đây. Bác đây này. Đây. Còn đây là chỗ này để đồ đây. Đây, khoang này các bác để đồ nhá. Chỗ này để đồ rất là nhiều này, được rất là nhiều đồ luôn. Đấy, lốp dự phòng được đặt ở phía bên dưới. Chiếc này của em thì nó là như vậy. Cái này cắm chìa vào mở nhé các nhá, cắm chìa vào để mở cốp. Đây, sơn xi sạch đẹp, gọn gàng. Đấy, các bác có thể thấy rồi đúng không ạ? Sơn xi rất là sạch đẹp luôn. Bác nào muốn cho nó bóng hơn thì về mình đánh lên nó sẽ bóng hơn nhiều nhá. Cái lốp này, lốp đa răng này, đa răng rất đẹp luôn này.
đấy, khu vực này, này các bác xem này, không bị mục mọt han gì gì. Form vỏ xe đều tăm tắp luôn, cam kết với các bác rằng là xe không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích và không bị ngập nước. Đấy, nói chung là một chiếc xe không có lỗi, không có lỗi nhá, một chiếc xe không có lỗi. Và với mẫu này thì các bác mua về thì cũng chỉ việc là đổ xăng là chạy thôi, đổ xăng là lướt thôi, đổ xăng là vi vu thôi nhá, không phải làm gì đối với mẫu xe này. Đầu đèn của xe rất là đẹp luôn, rất là chuẩn luôn đúng không ạ? Lốc này, cửa lốc của xe vẫn còn hoạt động đầy đủ luôn nhá, trơn tru. Lốp và la răng này, đấy, cua lốp đó này. Và bây giờ thì đến phần gầm, phần gầm của xe này, đấy, gầm đây nhá. Cái phần trục của em vẫn còn nhá, để trong nhà. Đấy rồi, ok, thì còn phần nào chưa quay không nhỉ? Tương đối rồi đúng không ạ? Khá là tương đối. Đi đây rồi, em cũng đã làm video gần xong rồi. Các bác hãy xem và cảm nhận. Xong đó nếu mà các bác mà đang thích, đang yêu, đang thấy chiếc xe này phù hợp với các bác rồi thì các bác hãy nhấc máy và gọi điện cho bên em để được bên em tư vấn kỹ hơn về chiếc xe này và mấy cái mẫu xe khác hiện tại vừa rồi em cũng đã giới thiệu đúng không ạ? Những mẫu vừa rồi em giới thiệu cùng phân khúc chiếc xe này và cũng giống chiếc xe này luôn. Và còn rất là nhiều những cái mẫu khác với tầm tiền từ 100 triệu cho tới 500 triệu. Rất là nhiều luôn nhá. Đợt này bên em về rất là nhiều xe đẹp, chất lượng. Một cái dòng Ford, form dáng rất là đẹp luôn này, thân vỏ dày. Đúng không ạ? Thân vỏ dày dặn. Hình dáng thân vỏ đẹp. Thôi được rồi, em xin quay đến đây thôi và hẹn gặp lại các bác vào những cái video, những cái chương trình tiếp theo. Các bác hãy đến thành phố Hải Dương gọi điện bên em và vào đúng phố Nguyễn Thời Trung để được xem xe nhé. Vâng, ok, em cảm ơn ạ.